Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel Nắng Mùi Tôi nha. Hôm nay Nắng Mùi Tôi sẽ quay chiếc xe cút Sumitomo đang làm vườn, chuẩn bị lên clip đào mấy cái vuông để chuẩn bị nuôi cá nha các bạn. Sau đây mình mời tất cả các bạn cùng đón xem Sumitomo làm việc vét vuông lên clip như thế nào nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Mời tất cả các bạn đón xem nha.